Ngày 24 tháng 10, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết vừa có công văn khẩn đề nghị Công an tỉnh, Sở Thông tin, Truyền thông, Hiệp hội Du lịch Nha Trang, Khánh Hòa về tuyên truyền, cảnh giác kẻ xấu thành lập fanpage giả mạo trang của các khách sạn lớn tại Nha Trang để lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc của du khách. Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, một số đối tượng thường chọn những khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 đến 5 sao và nổi tiếng tại Khánh Hòa, nằm ở vị trí đắc địa, gần đường ven biển Trần Phú, thành phố Nha Trang để lập các trang giả trên mạng xã hội và chạy quảng cáo dồn dập, khiến khách bị nhầm lẫn và bị lừa tiền đặt phòng. Một số trang giả mạo thường sử dụng bài đăng của khách sạn và thay đổi số điện thoại ở cuối, yêu cầu khách đặt phòng qua fanpage hoặc chỉ yêu cầu tiền cọc 50% để tạo uy tín. Trong quá trình tiếp cận khách, những đối tượng này nhiệt tình tư vấn và đốc thúc khách chuyển tiền. Nhưng sau khi khách chuyển, thì không cung cấp dịch vụ như thỏa thuận, chỉ khi khách kiểm tra tên mình không có trên hệ thống mới biết bị lừa. Đối tượng lừa đảo sau đó không nghe máy hoặc chặn liên lạc. Đến nay, Sở Du lịch Khánh Hòa đã tiếp nhận phản ánh của 15 cơ sở lưu trú bị kẻ xấu thành lập fanpage giả mạo, trong đó có những khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như Vinpearl Luxury Nha Trang, Intercontinental Nha Trang, Havana Nha Trang, Masova Nha Trang, Grand Gosia, Anna Mandara Cam Ranh. Sở Du lịch nhận định đây là những thủ đoạn và hành vi có tính hệ thống, diễn ra rất nhiều lần với nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau. Các đối tượng này đã có hành vi gian dối, lợi dụng niềm tin với mục đích chiếm đoạt số tiền của các cá nhân khác nhau. Đồng thời, Sở Du lịch khuyến cáo, khi phát hiện các fanpage giả mạo, doanh nghiệp có văn bản báo cáo với Sở Thông tin Truyền thông để kịp thời ngăn chặn theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch phải cung cấp thông tin các fanpage chính thống của đơn vị rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và liên hệ.